Possessive pronouns. Đại từ sở hữu. Đại từ sở hữu được dùng để chỉ sự sở hữu, thay thế cho một cụm danh từ đã được nhắc đến trước đó, nhằm tránh lập từ. Khác với tính từ sở hữu, sau đại từ sở hữu, ta không dùng thêm danh từ, bởi bản thân nó đã thay cho danh từ trước đó. Mời các bạn theo dõi những ví dụ sau. Is it Anne's coat? Đây là áo của Anne phải không? No, it's mine. Không, nó là áo của tớ. Đại từ sở hữu, mine, được sử dụng thay thế cho my coat. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng ta cũng không nên trả lời no, it's my coat. Wow, whose car is it? Is it yours? Xe của ai đây? Xe của bạn phải không? Trong ví dụ này, yours được dùng để thay thế your car, nhằm tránh sự. Her coat is pink. Mine is blue. Tương tự như hai ví dụ trước, trong ví dụ này, mine thay thế cho my coat. Đại từ sở hữu còn được dùng trong dạng câu sở hữu kép. Nghĩa là, chúng ta có thể sử dụng danh từ với of và đại từ sở hữu. Chúng ta có thể nói Lan is a friend of mine. Thay vì nói Lan is one of my friends. Liz is a sister of hers. Thay vì nói Liz is one of her sisters. I'm a sister of Sally's. Thay vì nói I'm one of Sally's sisters. Cả hai cách nói này đều đúng và đều phổ biến trong tiếng Anh. Yours cũng được sử dụng trong tiếng Anh với sincerely, nếu đó là một người mà bạn biết, hoặc faithfully, nếu đó là người mà bạn không biết, ở cuối thư hoặc email trang trọng. Hai cách dùng phổ biến là yours sincerely, yours faithfully. Thư trang trọng là thư viết cho nhà tuyển dụng, đối tác kinh doanh hoặc học viện, trường học. Yours sincerely dùng để kết thư khi xin việc là rất chuẩn vì nó rất trang trọng. Lưu ý, nếu bạn dùng kết thư là yours sincerely thì đầu thư phải bắt đầu là dear, tên của người nhận. Tức là nếu bạn biết tên người nhận lá thư này thì mới sử dụng kết thúc thư là yours sincerely. Giống như yours sincerely, yours faithfully cũng là từ để kết thúc một bức thư trước khi bạn ký tên. Yours faithfully có nghĩa là trân trọng. Yours faithfully nên dùng khi viết thư xin việc làm hay đề nghị một việc gì đó từ người có cấp bậc cao hơn. Ngược lại với yours sincerely, yours faithfully dùng để kết thư trong trường hợp bạn không biết tên người nhận thư. Các đại từ sở hữu trong tiếng Anh gồm mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs, mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Mời các bạn theo dõi thêm một số câu có sử dụng đại từ sở hữu. I have a ball. Tôi có một quả bóng. This is my ball. Đây là quả bóng của tôi. This ball is mine. Quả bóng này là của tôi. Hai câu này giống nhau về mặt ngữ nghĩa. Nhưng ở câu sau, đại từ sở hữu được dùng để thay thế cho tính từ sở hữu và danh từ để tránh lặp lại. My bicycle is purple. Chiếc xe đạp của tôi màu tím. Your bicycle is pink. Yours is pink. Cả hai câu này đều có nghĩa chiếc xe đạp của bạn màu hồng. Her shoes are white. His are brown. Giày của cô ấy màu trắng. Giày của anh ấy màu nâu. His dùng thay thế cho his shoes. Alice and I both have brown hair, but hers is lighter than mine. Alice và tôi đều có tóc màu nâu, nhưng màu tóc của cô ấy nhạt hơn màu tóc của tôi. Hers
thay thế cho her hair color. Mine, thay thế cho my hair color. The bird is making its home. The nest is its. Con chim đang làm tổ. Cái tổ đó là của nó. Its, thay thế cho its home. Your house is as big as ours. Ngôi nhà của bạn cũng lớn như nhà của chúng tôi. Ours, thay thế cho our house. There's other children with red hair. Con của họ là những đứa trẻ tóc màu đỏ ấy. Theirs, thay thế cho their children. Chúng ta cùng nhau luyện tập nhé. Trong phần luyện tập này, chúng ta sẽ ôn tập cả về đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu. Phần 1. Dùng đại từ sở hữu hoàn thành các câu sau. 1. I have a book. The book is. 2. She has a car. That car is. 3. We have a bike. That bike is. 4. They have a bag. That bag is. 5. He has a pen. That pen is. 6. You have a dog. That dog is. 1. I have a book. The book is mine. 1. I have a book. The book is mine. 2. She has a car. That car is hers. 3. We have a bike. That bike is ours. 4. They have a bag. That bag is theirs. 5. He has a pen. That pen is his. 6. You have a dog. That dog is yours. 1. This is your book. This book is. 2. These are my balls. The balls are. 3. We have a blue car. The blue car is. 1. This is your book. This book is yours. 2. These are my balls. The balls are mine. 3. We have a blue car. The blue car is ours. Four. She has a ring. The ring is. Five. This is their new house. The new house is. Six. This is his luggage. This luggage is. Four. She has a ring. The ring is hers. Five. This is their new house. The new house is theirs. Six. This is his luggage. This luggage is his. 7. Those are her pictures. The pictures are. 8. We have a cat. This cat is. 9. I have a new bicycle. The new bicycle is. 7. Those are her pictures. The pictures are hers. 8. We have a cat. This cat is ours. 9. I have a new bicycle. The new bicycle is mine. Dùng đại từ sở hữu hoặc tính từ sở hữu hoàn thành các câu sau. 1. The bird is making its nest. 2. The dogs are eating food. 3. I have my homework, but he doesn't have. 4. This property is. Have you got any properties of your own? No, I have nothing. 1. The bird is making its nest. 2. The dogs are eating their food. 3. I have my homework, but he doesn't have his. 4. This property is mine. Have you got any properties of your own? No, I have nothing. 5. Tom has already eaten his lunch, but I'm saving until later. 6. We gave them a telephone number.
and they gave us 7. In our garden there is a bird and I think this nest is 8. She doesn't know much about personal life but he knows all about 5. Tom has already eaten his lunch, but I'm saving mine until later. 6. We gave them our telephone number, and they gave us theirs. 7. In our garden there is a bird and I think this nest is its. 8. She doesn't know much about his personal life but he knows all about hers. Chọn từ tích hợp hoàn thành các câu sau. 1. Your hair has lost. Shine. 2. Is this. Car? 3. Look at. Funny hair. 4. You can't have. Book. 5. It is. Turn. 6. This car is. 1. Your hair has lost its shine. 1. Your hair has lost its shine. 2. Is this a car? 3. Look at her funny hair. 4. You can't have my book. 5. It is your turn. 6. This car is mine. Seven. Dogs love to play, so it is a favorite activity of. 8. Are you sure this is? 9. Look at that woman. Is my Aunt Susan. 10. Are Monica and Paula and we are Italian. Seven. Dogs love to play, so it is a favorite activity of theirs. 8. Are you sure this is yours? 9. Look at that woman. She is my Aunt Susan. 10. We are Monica and Paula and we are Italian. Dùng đại từ sở hữu, tính từ sở hữu hoặc đại từ nhân xưng hoàn thành các câu sau. 1. Their business is terrible. Lose money every day. 2. The cat doesn't like food. 3. Tim and Lily love new house. 4. Can I have pen back, please? 5. David likes his teacher, but Sarah doesn't like. 1. Their business is terrible. They lose money every day. 6. Her husband often visits parents. 7. My sister cleans room every day. 8. Brian never drinks tea. Likes coffee. 9. I am studying English. Is difficult. 10. Sandra is very happy with new job. 11. We don't remember if this book is. 12. I am wearing a hat. Is white. 13. My husband likes my car, so he drives instead of. 14. Kate prefers her husband's tennis racket, so she uses instead of. 15. They spend money on gambling. 16. We don't know neighbors very well. Seventeen. His grandpa is old. Is 90. 18. The shirt is. I will wash it. 19. We spend money on food only. 20. The children left book bags on the tables. 1. Their business is terrible. They lose money every day. 2. The cat doesn't like its food. 3. Tim and Lily love their new house. 4. Can I have my pen back, please?
5. David likes his teacher, but Sarah doesn't like hers. 6. Her husband often visits his parents. 7. My sister cleans her room every day. 8. Brian never drinks tea. He likes coffee. 9. I am studying English. It is difficult. Ten. Sandra is very happy with her new job. 11. We don't remember if this book is ours. 12. I am wearing a hat. It is white. 13. My husband likes my car, so he drives mine instead of his. 14. Kate prefers her husband's tennis racket, so she uses his instead of hers. 15. They spend their money on gambling. 16. We don't know our neighbors very well. 17. His grandpa is old. He is 90. 18. The shirt is mine. I will wash it. 19. We spend our money on food only. 20. The children left their book bags on the tables.